Vâng, Mazda BT50 thì sau 10 năm sử dụng thì sẽ như thế nào? À, anh em đấy ạ, đây là chiếc Mazda BT50 thì hôm nay có qua bên em để dán lại cái bộ kim cách nhiệt. Thì bác chủ cũng có tâm sự qua rồi. Con xe này thì cũng lấy được 10 năm rồi. Và đây là cái bộ phim mà bên em đã bóc ra cho bác chủ này. Cái bộ phim này thì không biết là của hãng gì, bởi vì nó cũng không còn có logo mà nó rất là lâu rồi. Đấy, anh em thấy không ạ? Đây, trên tay em là một cái bộ máy test phim như này. Đó, tỷ lệ chuyển sáng này, tiếng tiêu UV và độ cách nhiệt của một cái máy để test cho những dòng xe mà khi mà đến với cửa hàng bên em thì em sẽ kẹp cái máy này vào cái chân kính để anh em test cho anh em. Và đây là cái chỉ số đưa ra thì anh em cái bộ phim cũ của chiếc xe này thì chuyển sáng rất là cao, nên tầm 35% thì cái độ riêng tư gần như là không có rồi anh em ạ. Đấy, UV thì là 99,7, còn độ cách nhiệt thì nó xuống giảm xuống còn có 40% thôi. Thì cái chiếc xe này sẽ chọn gói phim cách nhiệt nào ạ? Đó là phim cách nhiệt 3M Crystalite anh em nhá. Đấy, là gói phim cao cấp nhất của dòng 3M. Thì đây là cái phim kính lái mà bên thợ bên em đã bắt đầu sấy xong này. Anh em có thể thấy là cái dòng kính lái thì dán nó sẽ rất là khó, bởi vì cái kính của anh em là cong thì bắt buộc phải sấy và ôm cái form vào như này thì mới đưa vào bên trong, và dán là dán bên trong nhá, không phải dán bên ngoài anh em nhá. Đây là cái mảnh phim thừa mà nó cắt từ cái vị trí của cái bản kính lái ra, thì anh em xem cái chỉ số nó sẽ thay đổi như thế nào nhá, và test đây test trực quan cho anh em thôi. Đấy. Anh em có thể thấy là với độ chuyên sáng 57%, bởi vì cái này là kính lái thì ưu tiên cái độ chuyên sáng xuyên suốt để mà anh em đi đêm đi trời tối có thể nhìn được và không bị mỏi mắt. Và độ cách tiêu UV thì như nào? Tiêu UV sẽ là 100% và độ cách nhiệt nó lên đến 97%. Đấy, thì cái độ cách nhiệt cao như vậy thì nó sẽ giảm thiểu rất là tốt cho các bác khi mà đi xe trời nắng nóng này thì sẽ không bị rát tay này. Và thứ hai là pin 3M là dòng phim quang học. Với cái xe này sẽ còn chọn nguyên cả một gói phim cách nhiệt của 3M, và cái gói cánh sườn nó sẽ là kính CR20. Đây anh em có thể thấy là đấy, độ chuyên sáng nó sẽ cao hoàn toàn nhé. Đấy, độ chuyên sáng của lúc nãy em vừa mới test cho các bác đấy là đến tận 56. Còn cái này nó chỉ còn có 20 thôi, đảm bảo độ riêng tư cho các bác. Và thứ hai là các bác buổi trời tối bác đi trời mưa bác có thể nhìn thấy cái gương này. Anh em không phải khoét một cái lỗ đây nhá. Nhìn rất là xấu và mất thẩm mỹ. Đấy, UV thì nó là 100% và TIR lên đến 99%. Và cái bộ phim này theo anh em sẽ là bảo hành cho các bác 10 năm. Đấy, anh em nào mà chưa dán phim cách nhiệt thì hãy đến với Agala Thái Nguyên. Bên em chuyên phân phối lắp đặt những dòng phim chính hãng cho các bác để các bác có thể trải nghiệm và an tâm sử dụng trong thời gian dài. Cảm ơn các bác.